Bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ làm bánh canh tươi nha các bạn. Bây giờ trên bàn mình có bịch bột gạo với bịch bột năng nha. Rồi mời các bạn theo dõi mình làm nha. Giờ bắt đầu mình làm nha các bạn. Giờ mình bỏ bột gạo vô trước nha. Nhà mình đông á, mình làm một gói bịch á, còn nhà các bạn hết cái thì làm nửa bịch thôi. Bình bịch này giờ mình bỏ nửa muỗng muối nha, khoảng 2 muỗng cà phê muối thôi, tại vì cái này mình làm 2 bịch á. Bỏ 1 muỗng canh đồ ăn nữa. Thì nha các bạn, có cái máy này mình làm, bây giờ mình bỏ bột thì mình đánh nha. Mở điện á, giờ mình bỏ bột gạo vô mình đánh trước nha các bạn. Cái nước sôi sùng sục nha. Bây giờ mình bào chế vô mình làm từ mình đánh từ từ chứ mình không có bỏ một lượt nha các bạn. Bột năng như xong nha các bạn, giờ mình chế nước sôi rồi mình đánh tiếp nha. Xong rồi đó, nó cũng còn lên khói đây các bạn nhé. Thì cái nước sôi mình nấu mình đánh xong rồi, để cái thau của mình nó hơi sâu á, mình ra ở dưới nó còn hơi chút bột nè, mình đánh thêm chút xíu nữa. Rồi các bạn phải kiểm tra cái bột khi mình đánh xong, mình kiểm tra ở dưới á, khi mình đánh nó không hết á, các bạn chết lại nha. Đó, giờ các bạn mình đánh xong rồi, cái bột nó gì nè, bây giờ mình bỏ vô khuôn, mình lấy cái khuôn ra mình ép nha các bạn. Rồi bên bếp là mình bắt cái nồi nước sôi rồi, nước đang sôi. Cái này trời lạnh cũng hơi bị cảm, giọng của mình nó không có được rõ ràng nên các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ mình qua bên nồi nước sôi bên đây mình ép nha các bạn. Các bạn bây giờ mà mình ép bánh canh bằng cái này các bạn, mình có cái máy này nè, mình mua ngoài shop á. Cho mẹ nó có cái dĩ, có cái dĩ lỗ nó gì nè nha. Ở đây nó có nhiều lỗ lắm nè, các bạn muốn làm cái bự cũng có nữa. Rồi bây giờ mình qua mình ép bột nha các bạn. Giờ nước sôi nha, bây giờ mình bỏ bột vô đây mình ép nha. Hãy
này mình chịu khó mình làm chừng 5-10 phút hả các bạn? 10 phút là mình ép rồi xong rồi, có bánh canh ăn nó tươi mà nó ngon nữa. Cho nó vòng vòng thì mình cho nó đừng có dính nha các bạn. Lắc nó cho nó rớt đi. Dạ xong các bạn, giờ mình vớt nó ra nha. Vớt nha, mình bỏ ra nước lạnh nha các bạn. Thao nước lạnh nha, mình bỏ cho thao nước lạnh nha các bạn. Bỏ thao nước lạnh liền luôn. Rồi, bây giờ mình ép tiếp tục nha. Rồi, bây giờ mình làm tiếp tục nha các bạn. Các bạn ngẫm nó làm cho nhà mình ăn ngon lắm các bạn. Chịu khó làm chút xíu à. 10 phút là có bánh canh ăn rồi. Bánh canh mình làm tại nhà nó ngon lắm, nó tươi nữa. Còn mình mua dưới shop nhiều khi để lâu quá nó cứng. Mình đặt tắt cái rớt xuống nữa. Bây giờ mình ép xong các bạn. Bây giờ mình vớt ra nha. Cho quá thao nước xong rồi mình dọn mình xả. Xả nước lạnh lần nữa nha các bạn. Này lạnh quá sợ mũi các bạn ơi. À, không phải thân nữa. Đặt vào cái này đi. Qua bên cái xin. Cái xin đây 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 sẵn. Giờ mình đổ ra cái gỗ nha các bạn. Lấy cho nó đều đều mình đổ ra đổ nha. Xả nước lạnh nha các bạn. Xả nước lạnh cho nó đừng dính. Đó, sao mà mình có cái bánh canh ngon rồi các bạn. Cái bóng luôn mà nó bóng luôn rồi, nó cầm nó dai lắm, nó không có gãy đâu các bạn. Mình đắp lên cho các bạn coi nha. Bây giờ mình ăn á, thì mình làm dầu tỏi á, làm tỏi phi mình trộn vô. Mình cái cho nó gáo mình trộn tỏi phi vô nha các bạn. À, các bạn ơi, giờ cái này của mình á, bánh canh mình xong hết rồi nè. Mình trộn dầu tỏi vô đây cho nó thơm các bạn. À, còn bánh canh nó ngon các bạn. Nó dai, dễ làm mà nó lẹ lắm các bạn. Các bạn rảnh làm cho gia đình mình ăn nha. Rồi mình cũng xin hướng dẫn cho các bạn chút xíu cách làm bánh canh tươi tại nhà. Bên đây là mình có cái nồi súp nha các bạn. Cái nồi nước súp lèo của mình nấu sáng tới giờ nha. Để mình vớt bỏ. Mình nấu giò heo với thịt phát nát mình bỏ vô đây mình luộc nha các bạn. Với cà rốt. Nói chung nước súp bánh canh thì tùy theo gia đình của các bạn, mỗi người nấu theo ý thích của mình nha. Này, nước heo của mình đây, mình nấu với giò heo. Xong rồi đó. Bây giờ mình nêm nữa là mình chan vô và ăn. Để xong các bạn, bây giờ mình chan vô nha. Tô bánh canh nè. Mình chan lên mình để cái giò heo vô.
đơn giản thì đó, tô bánh canh ngon mình ăn các bạn. Rồi mời các bạn đi ăn bánh canh với mình nha. Giờ mình bỏ nồi vô. Các bạn. Mời các bạn ăn bánh canh với mình nha. Bánh canh giò heo nha. Tùy theo mình muốn thích ăn tôm, ăn mực thì mình bỏ vô các bạn. Rồi mình sẽ chợ quá, mình nấu có gì mình nấu đó các bạn. Nhưng quan trọng mình làm bánh canh ở tại nhà nó ngon lắm. Có chả lụa nữa nè, mình bỏ chả lụa vô. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Mình hướng dẫn cho các bạn làm bánh canh tươi đó. Các bạn làm đi rồi thử cho gia đình mình ăn đi. Rồi mình mời các bạn bánh canh với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ bấm like cho mình nha. Thì xin một subscribe nha. Xin chào các bạn. Bye bye các bạn nha. Giờ mình ăn bánh canh.